Thảo Đồ Nông Nghiệp hôm nay sẽ test thử dòng kéo 3m. Và đây là chiếc kéo Santa. Thì cũng tới vụ là các bác đang chuẩn bị để vặt bưởi. Em hãy test thử luôn nhá. Không phải là một quả mà là ba quả luôn. Các bác sẽ hạ từ từ. Đây là ba quả bưởi em vừa mới cắt bằng chiếc kéo cắt cành Santa. Và em sẽ cắt gốc cho các bác cùng xem nhá. Gốc thì sẽ có một quả gốc ở rất là xa. Em sẽ kéo chiếc kéo này dài ra. Các bác có nhìn thấy quả gốc ở phía bên trong này không? Đây là một quả gốc ở một cái góc rất là khó. Các bác sẽ hạ từ từ. Nếu như không có một chiếc kéo cắt cành hữu ích như thế này thì làm sao có thể cắt được những quả gốc ở cái vị trí khó này. Đấy, và em sẽ cắt một quả bưởi ở một cái góc độ khác nữa để cho các bác mình được xem với chiếc kéo cắt cành Sika nhé. Sẽ cắt một quả bưởi đây này các bác này, một cách rất chi là dễ dàng. Và em sẽ chia sẻ từ các bác về dòng kéo cắt cành trên cao. Hôm nay em đang đi test thử đây. Đây là mẫu kéo Santa 3m. Và bộ kéo hôm nay thì em sẽ chia sẻ từ mẫu kéo 250.000 cho tới những mẫu kéo cao cấp nhé. Ví dụ như một chiếc kéo, đây là một chiếc kéo 1m này. Đây là một chiếc kéo chỉ có 1m thôi. Các bác có thể làm cây bonsai, làm cây cảnh, tỉa cành hoặc là vật quả trên cao. Từ 1m cho tới 5m thì mẫu nào các bác cũng có thể test thử được. Chiếc kéo này đầu tiên các bác em mở phần tay cầm này ra. Em sẽ vặt thử một quả bưởi cho các bác mình xem nhé. Đây. Một chiếc kéo này cũng có thể vặt được một quả bưởi như thế này. Đấy. Và với một chiếc kéo 1m này thì giá em đang gửi cho các bác là 250.000, miễn phí ship trên toàn quốc. Và ở cái bộ kéo ngày hôm nay thì đây tất cả những dòng kéo mà các bác có thể đứng ở dưới gốc mà vặt quả trên đỉnh ngọn, không mất sức, không phải trèo cây. Đấy, rất hữu ích đối với các bác lớn tuổi nhá. Thì 1m này là 250. Và tới cây kéo 1m rưỡi. Cây kéo này 1m rưỡi này thì giá của nó sẽ là 300. Đấy, và tới cây kéo 2m. 2m này thì giá của nó là 350.000. Và đây là cái dòng kéo cố định nha các bác nhé. Ba cái kéo đầu tiên này em giới thiệu với các bác là dòng kéo cố định, không rút ra rút vào được. Đấy, và tiếp tới là tới một cây kéo có giá là 550.000. Đây là một dòng kéo 3m. Với cái một cái là ống lục giác là lưỡi 5cm, một cái là ống tròn lưỡi 7cm. Thì với dòng kéo này thì như các bác xem này, em vừa mới kẹp giữ quả đây. Một số quả rất chi là nhiều chỉ trong vòng mấy phút thôi. Hai chiếc kéo này nó có giá là 550, em miễn phí ship. Và từ cái dòng kéo này nó là mẫu kéo 3m. Và các bác có thể rút ra cắt ở độ cao 3m và thu về thì là 1m8 như thế này, như thế này. Để một chiếc kéo rất chi là hữu ích cho các bác nhé. Đi cùng kéo thì sẽ tặng theo các bác một lưỡi cưa. Và tới bộ kéo Santa như em vừa mới test thử là đây. Dòng kéo nó có màu xanh, tay cầm đệm của nó màu xanh. Một dòng kéo Santa Đài Loan nhập khẩu. Mẫu kéo này thì sẽ tặng theo một chiếc lưỡi cưa siêu sắc bén. Và đặc biệt thì nó sẽ có một cái móc để các bác nhà mình khi mà vặt quả cưa cành không rơi, các bác sử dụng chiếc móc này để móc cho cành nó rơi xuống. Bất kỳ một quả gì, ví dụ như bầu, bí, mướp, ổi, gấc, vũ sữa, hoặc là nhất là đang tới cái vụ bưởi này là một cái vụ mà các bác cần thiết để vặt nhất. Thì với những chiếc kéo hữu ích như thế này thì mua một lần các bác có thể sử dụng lâu lắm. Và cái cách bảo quản của nó như thế nào thì một chút em sẽ hướng dẫn các bác làm sao để bảo quản cho nó thật bền. Đấy, và cũng cho em xin giới thiệu một chút về kênh nhé. Em là em Thảo, dụng cụ nông nghiệp. Hiện tại thì em đang ở Tân Yên, Bắc Giang. Đấy, bác nào mà đã xem được cái video này của em thì các bác đã tìm được một đại lý chính chuyên về đồ nông nghiệp lớn nhất. Và bên em sẽ nhận phân phối gửi trên mọi miền Tổ quốc, 63 tỉnh thành của đất nước, bác nào ở đâu cũng có thể mua được. Chỉ cần các bác alo trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video này. Đấy, và đừng quên cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều những cái dụng cụ hay của đơn vị em nhé. Thì mẫu kéo Santa này như em vừa mới test thử là em đang gửi tới các bác, giá sẽ là 800.000 trên một chiếc và sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, và dòng kéo này thì cái cách dùng của nó như thế nào. Đầu tiên thì các bác mới mua về một chiếc kéo thì
sẽ còn một dòng kéo là dòng công nghệ Nhật đấy nhé. Các bác nhớ đón xem tận cuối video để biết hết giá của từng mẫu một để lựa chọn. Đầu tiên khi các bác mua về thì cái kéo sẽ đóng phần tay như thế này này. Các bác sẽ mở phần tay cầm này ra. Đấy. Khi mở phần tay cầm này ra thì cái phần lưỡi kéo nó sẽ hoạt động được. Và các bác muốn chiếc kéo này kéo dài ra 3 mét thì các bác hãy nhấn vào cái nút này. Các bác nên nhớ là mỗi một cái lẫy nó sẽ có một cái lỗ tròn như đây để nó vào đúng khớp của nó thì các bác mới sử dụng được nhá. Và khi các bác mà đặt hàng của đơn vị em mà các bác chưa biết cái cách sử dụng về chiếc kéo này thì các bác có thể đang nhận hàng, đang có mặt bưu tá đấy, các bác liên hệ luôn để em sẽ hướng dẫn các bác nhé. Bởi vì tất cả những chiếc kéo mà khi em đã đóng gói gửi cho các bác thì em đã kiểm tra thật kỹ càng rồi em mới gửi. Đấy, nên là các bác rất là yên tâm về cái độ sắc bén cũng như là cái chất lượng của chiếc kéo gửi cho các bác. Santa 3m là 800.000 các bác nhé. Và tới mẫu cuối cùng là một chiếc mẫu kéo hàng công nghệ Nhật. Đây là dòng kéo Buddy các bác ạ. Đó là hàng Taiwan công nghệ Nhật nha các bác nhé. Em sẽ mở cho các bác nhìn xem. Với chiếc kéo này thì nó là dòng kéo siêu nhẹ này, rất chi là nhẹ nhàng. Với cái phần lưỡi cắt là màu đỏ. Đấy, phần tay cầm của nó trên tay thì nó cũng đệm màu đỏ hết. Đó là một cái sự khác biệt của cây kéo Buddy. Cây kéo tên là cây kéo Buddy. Nó có chiều dài là 3m và các bác thu về là 1m8 như này. Thì tất cả là cơ cấu hoạt động của nó đều như nhau các bác ạ. Nó chỉ có khác nhau về chất liệu ống nhôm và lưỡi thép đấy thôi. Đấy thì sẽ có đủ giá để phục vụ các bác. Và đây là một cái bộ kéo 3m hoàn hảo nhất em muốn đưa tới các bác trong cái mùa làm vườn của năm nay. Đấy, các bác nào mà cần chiếc kéo nào hoặc đang quan tâm tới dụng cụ làm nông nghiệp, đấy, các bác nhớ nhấn đăng ký kênh của em để đón xem và rất nhiều những cái dụng cụ hay qua những cái đoạn clip ngắn như này nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.